Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Giáp Thìn sinh 1964, gặp thời phất mạnh, đào trúng mỏ vàng, tài lộc bùng nổ, gặp thời đổi đời giàu có nhất dùng, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh 1964 thân mến, trong bài viết này có thể tìm được một phần bản thân mình đâu đó. Thực ra thì có nhiều người bảo đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng chưa chắc đã tốt. Kênh Minh Đường Tử Vi không bảo đúng, cũng không bảo sai. Chỉ muốn nói là 9 tháng đầu năm từng được coi là tháng rất tốt cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964, nhưng mấy ai tận dụng được điều đó để thay đổi cuộc sống. Cho nên tháng tốt không có nghĩa là 100% thành công, và tháng xấu hay không tốt lắm không có nghĩa là không làm được gì. Quan trọng là cách bản thân chúng ta ứng đối, luồn lách, xử lý các tình huống và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự đọc và thật sự ngẫm thì sẽ hiểu xu hướng năm sau như thế nào và bản thân mình cần làm những gì. Suy cho cùng, tháng năm tốt mà không được báo trước, chỉnh mãn rồi cũng lại hết tháng, còn chẳng bằng tháng không tốt nhưng chuẩn bị trước, ứng đối xuất sắc và thành công. Mong quý khán giả khi đọc thì thêm chút thời gian để ngẫm, vì nếu chỉ là báo đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tốt xấu như thế nào, đơn giản thế thì Google cũng có mà thôi, đâu có mất nhiều thời gian của kênh Minh Đường Tử Vi. Mới đây nhất, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này, nếu như bản mệnh tuổi Giáp Thìn biết cách nắm bắt thời cơ, luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, nổ lộc trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện, cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, giúp quý bản mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm gia đình và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tuổi Giáp Thìn sinh 1964 mà chưa từng có ai tiết lộ. Và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang, quý khán giả nhé. Tuổi Giáp Thìn sinh 1964 cầm tinh con rồng, đứng thứ 5 trong số 12 con giáp. Phục đầm chi long là một con rồng của sự ôn hòa, ngũ hành nạp âm thuộc quả, tuổi Giáp Thìn là tuổi con rồng. Nam nữ mệnh tuổi Giáp Thìn sinh 1964 thuộc mệnh quả, nạp âm phú đăng quả, tức ngọn lửa đèn dầu. Trong 12 con giáp, rồng đứng ở vị trí thứ 5. Theo văn hóa người Á Đông, con rồng là con vật có quyền năng, sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng, thịnh vượng. Hơn nữa, Giáp Thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình. Nhờ vậy, Giáp Thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Giáp Thìn sinh 1964 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của Giáp Thìn, mệnh phúc đăng quả hay còn gọi là rồng lửa. Trong 12 con Giáp Thìn, con rồng là con vật hùng mạnh, được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất,
Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị. Vì vậy, Giáp Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Giáp Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu xây dựng lý tưởng riêng cho mình, đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách của Giáp Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, Giáp Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng cuồng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Giáp Thìn là con người rất cao ngạo, họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài, họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất ngút trời, nhưng bên trong, họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Giáp Thìn có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Giáp Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Giáp Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thực chất họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Giáp Thìn sau này dù không làm lãnh đạo, chức cao thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Giáp Thìn là người tôn trọng chữ tín. Một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Giáp Thìn thông minh, nhanh nhẹn. Họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Giáp Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được. Tuổi Giáp Thìn là người sống nội tâm và im lặng. Họ không muốn thể hiện bản thân. Họ có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sức sống. Tuổi Giáp Thìn bất khuất với tham vọng lớn, đặc điểm thẳng thắn và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Họ có khả năng đóng góp bản thân một cách vô điều kiện trong lĩnh vực công việc. Tuy nhiên, những người tuổi Giáp Thìn có thể không thực tế. Họ là những người mơ mộng, thiển cận và thích mơ mộng, thường suy nghĩ rất nhiều nhưng không làm gì cả. Họ bi quan, thờ ơ với người khác và không có khả năng chủ động giúp đỡ người khác. Vì vậy, họ có rất ít bạn tốt và không hòa đồng. Người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh phú đăng hỏa, tức là ngọn lửa đèn nhỏ, là đại diện cho tâm hồn nhiệt tình, ấm áp, sự khôi hài. Duyên dáng của họ sẽ mang đến bầu không khí vui tươi, thoải mái cho mọi người xung quanh. Cùng với phong thái tự tin, họ luôn trở thành trung tâm của đám đông và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Bên cạnh đó, tấm lòng thiện lương cũng là phẩm chất đáng quý của những người tuổi Giáp Thìn. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn một cách vô tư và chân thành. Được làm bạn với những người tuổi Giáp Thìn là một điều may mắn, bởi lẽ kiến thức uyên bác của họ sẽ mang đến cho mọi người những lời khuyên đúng đắn, những quan điểm mới mẻ về cuộc đời. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn đó là tiếp cận vấn đề muộn thế nhưng giải quyết vấn đề lại rất sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối sống giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Họ có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức. Họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Ngoài sự sáng suốt, Giáp Thìn còn mang năng lượng tích cực, nên họ thường rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính, nhưng khi giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn thì đừng trông chờ họ sẽ bộc lộ gì nhé, vì bản chất của họ là không thích thể hiện tình cảm. Chính vì thế, những người tuổi Giáp Thìn thường sẽ không kết hôn sớm, vì họ không thích sự ràng buộc,
cả trong công việc lẫn hôn nhân. Người tuổi Giáp Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp, cứng đầu, không phải ai nói gì mà họ cũng nghe và cũng tiếp thu. Thế nhưng bù lại, họ làm gì cũng rất cẩn thận, gặp chuyện gì cũng có thể tiến về phía trước, không chút do dự. Đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Giáp Thìn thường là người độc đoán, khắt khe, nên khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ để lại một ấn tượng giống như đạo chúa vậy đó. Họ nắm bắt sự nghiệp rất nhanh nhạy, không làm chuyện xấu thì thôi, chứ một khi họ làm chuyện xấu, họ cũng sẽ trở thành những thủ phạm thật sự thiên tài. Giáp Thìn sinh 1964 là một trong số những con giáp được sự che chở, bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số phận phú quý. Số mệnh trong đời người tuổi Giáp Thìn có nhiều điểm bất ngờ trong cuộc đời, gặp được nhiều quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối, dẫn tới giàu có, hạnh phúc và thành công. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công, người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng, muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Tất cả sóng gió, bão bùng, nghèo khổ chỉ là tạm thời mà thôi, đến thời đến giận thì ắt sẽ lột xác quá rồng, bay lên tận mây xanh, hưởng mọi việc tốt, may mắn trên đời. Hơn nữa, trong cuộc đời, tuổi Giáp Thìn được Dược Sư Như Lai ban phúc, Đức Long Thổ Bồ Tát ban trí tuệ, Tỳ Sa Môn hộ mệnh và Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công, người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên lại hay đa tình, do dự, bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt. Sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu tiền bạc đến cuối đời. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, dạng sự tất thành, đại cát đại lợi. Nam mệnh Giáp Thìn được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mệnh có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn ở đây không phải là họ xinh đẹp, sắc sảo tuyệt trần, mà khi sinh ra, họ đã có một sự thu hút lạ kỳ, cũng có thể là do lời ăn, tiếng nói của họ cũng nên. Với những gì mà trời ban cho, không những tốt về phương diện tình cảm mà sự nghiệp cũng thăng tiến một cách dễ dàng. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh, tiền bạc sáng lạng, rộng mở, ở cả tiền vận và trung vận cho đến hậu vận được thảnh thơi, hưởng phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Về sức khỏe, tuổi Giáp Thìn không phải đối mặt với vấn đề gì nghiêm trọng trong thời điểm này. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Công việc và áp lực từ cuộc sống có thể khiến bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng. Để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, cân đối giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, thiền định hoặc yoga sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Về tình cảm, thời điểm này mang đến cho những người tuổi Giáp Thìn một cuộc sống tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Những cặp đôi đã gắn bó lâu năm sẽ cảm thấy tình yêu như được tái sinh. Những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy yêu thương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Nếu cả hai biết lắng nghe, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, mọi xung đột nhỏ nhặt sẽ được xóa tan, thay vào đó là sự gắn kết và đồng cảm. Những người độc thân có thể vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một mối quan hệ phù hợp, dù chưa tìm thấy ngay tình yêu đích thực. Nhưng thời điểm này sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người thú vị. Hãy mở lòng hơn cho bản thân cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu. Tình yêu có thể đến từ những điều bất ngờ và đơn giản nhất. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Giáp Thìn một bức tranh cuộc sống êm đềm, không nhiều biến động. Mọi việc trong thời điểm này có thể diễn ra theo chiều hướng ổn định, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trước những khó khăn đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, đừng để sự bình lặng này khiến bạn chủ quan, vì vẫn còn những thách thức tiềm ẩn, đòi hỏi bạn phải giữ vững sự kiên nhẫn và quyết tâm để vượt qua. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng,
Thời điểm này là thời gian thuận lợi để người tuổi Giáp Thìn tiếp tục củng cố và hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Đây không phải là thời điểm bùng nổ hay dương lên mạnh mẽ, nhưng lại là cơ hội để bạn rà soát lại công việc, làm rõ những gì còn thiếu sót và từng bước tiến tới sự ổn định, bền vững. Điều này đòi hỏi bạn cần có sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết và phải kiểm soát tốt từng bước đi của mình. Thành công sẽ không đến nhanh chóng, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và chăm chỉ, những khó khăn trước mắt cũng chỉ là thử thách để bạn khẳng định khả năng của mình. Về tài chính, thời điểm này không hứa hẹn nhiều khoản thu lớn nhưng cũng không phải là tháng xấu. Bạn sẽ cảm nhận được áp lực từ môi trường cạnh tranh, đòi hỏi phải khéo léo và thông minh trong cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà bạn có thể thể hiện bản lĩnh của mình trong việc đầu tư và quản lý dòng tiền. Cơ hội vẫn tồn tại, nhưng bạn cần phân tích cẩn thận và chỉ nên quyết định khi đã thực sự hiểu rõ tình hình. Đừng quá vội vàng hay liều lĩnh, bởi sự kiên nhẫn và tỉnh táo sẽ giúp bạn đạt được những kết quả xứng đáng về lâu dài. Nhìn chung, đây sẽ là một thời điểm đầy sự tĩnh lặng nhưng không kém phần quan trọng đối với người tuổi Giáp Thìn. Đây là cơ hội để bạn nhìn lại ổn định và chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy giữ vững tinh thần, kiên trì trong mọi việc và đặc biệt, đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân và những người xung quanh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một giai đoạn công việc tương đối ổn định, không có quá nhiều biến động lớn nhưng ẩn chứa cơ hội và thách thức đan xen. Nhìn chung, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và tuần tự. Đây là thời gian phù hợp để bạn củng cố các bước đi đã hoạch định cũng như rà soát lại chiến lược và hướng phát triển trong tương lai. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng, thời điểm này không phải là thời gian để bứt phá mà là giai đoạn lý tưởng để điều chỉnh và hoàn thiện. Bạn có thể tận dụng thời gian này để kiểm tra lại những kế hoạch còn dang dở, chắc chắn rằng tất cả các dự án đều đang được thực hiện theo đúng lộ trình. Cũng đừng bỏ qua việc cải tiến những chi tiết nhỏ, bởi chúng có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi được chăm chút cẩn thận. Sự thận trọng và tập trung của bạn trong thời điểm này sẽ giúp giảm thiểu những sự cố bất ngờ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong các tháng cuối năm. Đây có thể là giai đoạn lặng lẽ trước khi bạn gặt hái được những thành tựu đáng kể vào dịp cuối năm. Vì vậy, hãy duy trì sự kiên trì và cẩn thận trong từng bước đi. Trong công việc, bạn sẽ có cơ để khẳng định năng lực bản thân, đặc biệt là khi đối mặt với những sự cố hoặc thách thức bất ngờ. Thái độ chủ động và bình tĩnh sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra giải pháp cho các vấn đề, từ đó ghi điểm trước cấp trên và đồng nghiệp. Đừng ngần ngại thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bởi đây chính là cách giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp, mặc dù cơ hội phát triển vẫn tồn tại. Nhưng tuổi Giáp Thìn cũng cần nhớ rằng, mọi thách thức luôn đi kèm với nguy cơ. Để tránh những rủi ro không mong muốn, bạn cần lập kế hoạch kỹ lưỡng và kiểm soát sát sao từng bước thực hiện. Thay vì vội vàng muốn đạt được kết quả nhanh chóng, hãy tập trung vào quá trình dài hơn, bởi thành công bền vững chỉ đến với những ai kiên nhẫn và bền bỉ. Đặc biệt trong thời điểm này, một số người tuổi Giáp Thìn có thể sẽ đối mặt với những quyết định quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của họ trong tương lai. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc hay áp lực xung quanh, bởi sự tỉnh táo và lắng nghe sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Với sự trợ lực của các cát tinh, tử vi giải thần và chính quan, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn thời điểm này vẫn có nhiều khởi sắc. Đây là lúc bạn nên tập trung phát triển kỹ năng, nâng cao chuyên môn và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Đừng quá vội vàng tính toán những điều xa vời mà hãy làm tốt những gì đang có trước mắt, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, việc xử lý các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng vô cùng quan trọng. Trong thời điểm này, bạn cần giữ gìn sự hài hòa trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên. Bởi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi sẽ giúp mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn. Đây cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín và củng cố vị thế của mình trong tập thể. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Thìn cần duy trì tinh thần làm việc cẩn trọng, bình tĩnh và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.
những ai biết tận dụng thời gian này để củng cố nền tảng sẽ có thể đạt được những bước đột phá lớn hơn trong tương lai không xa. Điều quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào bản thân và hành động có kế hoạch, bởi thành công bền vững chỉ đến với những người biết kiên trì và chuẩn bị kỹ lưỡng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Trong thời điểm này, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một khoảng thời gian tài chính tương đối bình ổn, không có sự đột biến mạnh mẽ nào nhưng cũng không quá ảm đạm. Mặc dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng vận khí tài chính vẫn cho thấy sự phát triển ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính hiện tại. Nếu bạn chăm sóc và phát triển công việc của mình một cách kiên trì, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mặt tài chính trong thời điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sẽ có một số thách thức đặt ra. Trong bối cảnh đó, bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc tay trái hoặc dự án phụ. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới, bởi việc làm thêm có thể giúp bạn gia tăng nguồn thu, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đối với những người làm kinh doanh, mặc dù vẫn có đơn hàng nhưng tình hình cạnh tranh gắt có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, doanh thu không tăng mà chi phí lại phát sinh nhiều. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn trong việc duy trì lợi nhuận. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để bạn xem xét lại chiến lược kinh doanh, hãy kiên nhẫn rà soát những sai sót, sửa đổi những phương pháp chưa hiệu quả để cải thiện tình hình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc chuyên gia để có những góc nhìn mới mẻ và thực tiễn hơn. Trong thời này, bạn cần phải chú ý không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, vì điều đó không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn tạo ra áp lực tinh thần nặng nề. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ bạn đang làm tốt, sự bền bỉ và chắc chắn, đây chính là cách giúp bạn duy trì một nguồn thu ổn định và an toàn. Đặc biệt, khi bạn đã có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, đừng quên dành thời gian để quản lý tài chính một cách hợp lý. Việc thay đổi thói quen chi tiêu có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hãy ghi chú lại các khoản chi tiêu hàng ngày và tìm cách giảm thiểu những khoản không cần thiết. Từ đó, tăng cường khả năng tích lũy tài chính. Đây là cách giữ tiền một cách bền vững và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Một số người có thể sẽ đối mặt với những chi phí bất ngờ hoặc rủi ro trong các khoản đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng về những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế. Tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Đừng bao giờ để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Hãy luôn giữ cho đầu óc mình sáng suốt và lý trí. Cuối cùng, hãy cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc. Việc cho vay có thể dẫn đến tình trạng tiền một đi không trở lại. Do đó, hãy thận trọng và đảm bảo rằng bạn đã xem xét mọi khía cạnh trước khi quyết định. Như chúng ta đã biết, thời điểm này đã gần kề cuối năm, Giáp Thìn hãy tập trung vào việc tích lũy tài chính để chào đón năm mới với sự sung túc và đủ đầy hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch có thể không mang đến những cơn bão tài chính lớn lao, nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và quản lý tốt, bạn hoàn toàn có thể biến thời điểm này thành một bước đệm vững chắc cho những thành công tài chính trong tương lai. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Khẩu quyết: bản mệnh cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tử vi cho thấy đời sống tình cảm của tuổi Giáp Thìn sẽ bước vào một giai đoạn tươi đẹp, ngập tràn sắc màu lãng mạn. Bản mệnh sẽ biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở trạng thái hài hòa, gần như không có sự xung đột nào đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng và củng cố những sợi dây tình cảm giữa bạn và người yêu. Trong mối quan hệ, mặc dù không thiếu những thách thức nhỏ nhặt, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc khó khăn này thành cơ hội để hâm nóng tình cảm. Bằng việc tăng cường giao tiếp và bao dung lẫn nhau, bạn sẽ thấy tình yêu trở nên bền chặt hơn. Đừng ngần ngại lắng nghe ý kiến, tâm tư và cảm xúc của đối phương trước khi bày tỏ quan điểm của mình. Hãy tạo ra một không gian mới, nơi mà cả hai có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc mà không sợ bị phán xét. Việc thấu hiểu lẫn nhau không chỉ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, mà còn củng cố niềm tin và sự thân mật trong mối quan hệ.
Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự đồng cảm và sẻ chia. Mỗi câu chuyện, mỗi cảm xúc của bạn đều có giá trị, và khi bạn biết cách lắng nghe, tình yêu sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp cả hai cùng phát triển. Đối với những người tuổi Giáp Thìn còn độc thân, thời điểm này cũng mang đến cơ hội để bạn mở rộng mối quan hệ xã hội. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn làm quen với những người mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, việc tìm kiếm một nửa phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể phải trải qua một số thử thách nhưng đừng nản lòng. Khi bạn tìm thấy người ưng ý, đừng ngần ngại mở lòng và đón nhận cơ hội. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc là điều bạn có thể tạo ra cho chính mình, và một trái tim cởi mở sẽ dẫn dắt bạn đến những mối quan hệ ý nghĩa trong thời điểm này. Nếu bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc bên người thương thì tình yêu sẽ trở thành một hành trình đầy ý nghĩa và thú vị. Hãy để tình cảm của bạn tỏa sáng giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mang lại ánh sáng và ấm áp cho cả hai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Trong thời điểm này, sức khỏe của tuổi Giáp Thìn có vẻ như đang ở trong trạng thái ổn định, không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đáng lo ngại. Đây là một tin vui, khi cuộc sống bộn bề, lo toan thường dễ làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể thả lỏng hoàn toàn, sức khỏe vẫn cần được chăm sóc và chú ý để duy trì sức khỏe thể chất một cách tốt nhất. Điều quan trọng là bạn nên có một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Đừng quên bổ sung rau xanh, trái cây và nước, giúp cơ thể được thanh lọc và cung cấp năng lượng dồi dào cho những ngày bận rộn. Hơn thế nữa, việc điều tiết tâm trạng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Khi cảm thấy bế tắc hay áp lực, hãy nhớ rằng bạn không phải một mình. Hãy mở lòng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu xung quanh, như bạn bè hay gia đình, những cuộc trò chuyện thân tình. Những giây phút sẻ chia cảm xúc sẽ giúp tinh thần của bạn trở nên thoải mái hơn, từ đó kéo theo sức khỏe thể chất cũng được cải thiện. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, đừng quên chú ý đến tình trạng sức khỏe của những người thân trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Họ là những người cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, dành thời gian để cùng họ thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay tham gia các trò chơi ngoài trời. Không chỉ giúp gắn kết tình cảm gia đình mà còn cải thiện sức khỏe cho cả hai bên. Cuối cùng, hãy thường xuyên lắng nghe cơ thể mình. Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian thư giãn, một buổi yoga nhẹ nhàng hay một kỳ nghỉ ngắn ngày cũng đủ để làm mới tinh thần và thể lực. Hãy tự thưởng cho bản thân những phút giây quý giá để thư giãn, để tái tạo năng lượng cho những thử thách phía trước. Nhìn chung, thời điểm này mang đến cho tuổi Giáp Thìn một cơ hội tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người bạn yêu thương. Hãy giữ cho tâm hồn lạc quan, cơ thể khỏe mạnh và bạn sẽ có một thời điểm tràn đầy năng lượng và sức sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Xem tử vi cho thấy, tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Giáp Thìn. Năng lượng dồi dào và cơ hội mới sẽ xuất hiện, mở ra những hướng đi thú vị trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và quản lý của mình. Đây là thời điểm tốt để tham gia vào các dự án mới hoặc tổ chức các cuộc họp nhóm để trao đổi ý tưởng. Hãy tự tin trình bày quan điểm của mình và đừng ngại đóng góp vào các thảo luận chung. Tình hình tài chính trong tuần này sẽ ổn định và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tiếp tục kiểm soát các khoản chi tiêu của mình và lên kế hoạch cho tương lai tài chính. Nếu bạn đang có ý định đầu tư, hãy thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các phương án. Về mặt tình cảm trong tuần này, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ xung quanh bạn. Những buổi hẹn hò hoặc những cuộc trò chuyện thân mật sẽ giúp củng cố tình cảm giữa bạn và nửa kia. Đối với những người độc thân, sự tự tin và cởi mở sẽ là chìa khóa để thu hút người khác phái. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng nhạt. Con số may mắn là 14, 37, 63 và 79.
Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Những nỗ lực của bạn trong suốt tháng sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt. Công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Các dự án lớn có thể mang lại cho bạn những thành tựu đáng kể và bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên. Hãy tận dụng thời điểm này để ghi dấu ấn của mình và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Về tài chính, những khoản thu nhập ổn định sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn nếu bạn đã có kế hoạch đầu tư từ trước. Đây có thể là thời điểm tốt để thu hồi lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy tiếp tục theo dõi tình hình tài chính để tránh rủi ro. Đời sống tình cảm trong tuần này của bạn sẽ bước vào giai đoạn tươi đẹp với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Hãy mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người yêu và cũng đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Những cuộc hẹn hò thú vị sẽ giúp tình yêu của bạn ngày càng bền chặt. Cuối cùng, đừng quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho các hoạt động thể thao. Điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần của bạn. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu xanh nước biển. Con số may mắn là 13, 48, 70 và 99. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh 1964 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục dị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Giáp Thìn sinh 1964 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh 1964, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy, nhà cửa hoặc để tặng bà con bạn bè thân hữu khi có dịp hành sự. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng phong thủy tuổi Giáp Thìn sinh 1964 còn được xem là loài vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, tức vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi Thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng Rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Giáp Thìn sinh 1964 độc thân, sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng Chuột phong thủy. Mang tới sự sung túc và thịnh vượng, tượng chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng huyệt trong nhà sẽ giúp Giáp Thìn sinh 1964 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của linh vật. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tượng Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương, những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tượng Trâu phong thủy. Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ,
nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Trâu là quẻ khôn chủ về đất đai thổ, tức là sự thịnh vượng, bền vững. Vì vậy, tượng trâu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi tới những lời khuyên quý giá để bản mệnh tuổi Giáp Thìn tận dụng được những triển vọng tốt nhất đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này. Cách giải trừ tai ương để sống một đời an lạc của người xưa. Người càng có dục vọng mãnh liệt thì càng không có chỗ đứng. Người có tấm lòng rộng rãi thì sẽ không oán giận. Thích thứ gì cũng đừng nên thái quá. Cưỡng cầu thứ gì đó quá nhiều sẽ chiêu mời tai họa, giấu tài năng. Tai ương chính là hiện tượng cố hữu ở trong đời người. Biểu lộ tài năng chính là nguyên nhân tăng thiên tai ách. Thế nên muốn giảm tai ách thì tài học không nên dễ dàng hiển lộ. Người nhân đức thì sẽ không mưu cầu hư danh, tài đức mới là điều đáng trân quý nhất. Kẻ minh trí sẽ không tham luyến quyền vị. Minh trí thực sự chính là hiểu cách buông bỏ ẩn trí tuệ, biết sử dụng mưu trí một cách linh hoạt chính là điều có lợi. Đùa cợt với mưu trí lại chính là có hại. Thế nên biết âm thầm sử dụng mưu trí thì mới hữu hiệu. Công khai đùa cợt mưu trí thì hoàn toàn là vô dụng. Người ở trên đều hy vọng người ở dưới trung thành. Năng lực tài hoa vẫn chỉ là thứ yếu. Những kẻ ngốc nghếch khoe khoang mưu trí không biết đó là hành vi ngu ngốc. Phải tỉnh bản thân người biết mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử. Người nhìn thấu thế sự sẽ không mưu cầu xa hoa. Con người khác biệt, vận mệnh của mỗi người cũng khác nhau. Mưu trí thường sẽ không thể theo kịp sự biến đổi thể hình. Lòng người dễ dàng thay đổi, không suy nghĩ thấu đáo sẽ không thể xét đoán. Biết kiềm chế dục vọng. Người càng có dục vọng mãnh liệt thì càng không có chỗ đứng. Người có tấm lòng rộng rãi thì sẽ không oán giận. Thích thứ gì cũng đừng nên thái quá. Cưỡng cầu thứ gì đó quá nhiều sẽ chiêu mời tai họa. Yêu cầu ức chế dục vọng có ích cho việc tu đức. Cần nhớ kỹ, phải khuyên răng, quản thúc. Người ngộ được đạo lý này sẽ thuận lợi, hanh thông. Những tai ách sẽ rất khó mê hoặc lòng người. Khắc chế tình cảm, bảo vệ tình thân vô lý thì sẽ bộc lộ tư tâm phóng túng. Tình bạn sẽ trở nên không minh trí. Lạm dụng sự đồng tình sẽ trở thành kẻ ấu trĩ, không hề có chút bột ý nào chung hậu cả. Muốn được ân sủng không thể chỉ dựa vào dung nhan. Tư cách thừa hưởng tôn quý vinh hoa, có thể nhìn ra nhân phẩm tình nghĩa, không thể dựa vào cám dỗ. Trung tính có thể duy trì sự hài hòa. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.